Em xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của em, Shippo Hải Nguyễn. Hôm nay em lên một khách hàng Shippo mồi thuốc để giao lưu với anh em. Cách giao dịch của bên em vẫn là một chuyển khoản đủ free ship, hai code cọc giùm em 100k giá trị với 1 triệu. Cọc 200k giá trị trên 1 triệu giùm em và phí code anh em tự chịu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Shippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và bên em chỉ nhận cọc mã ship code và phí ship code thì khi anh em nhận hàng thanh toán với nhân viên giao hàng giúp bên em luôn. Bên em chỉ nhận chuyển khoản đủ free ship ha. Và em cũng chỉ nhận chốt trên Zalo, SMS hoặc là gọi trực tiếp giúp em không nhận chốt trên YouTube, mong anh em thông cảm. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn nha anh em. Đầu tiên em có một cái bật lửa thập niên 40. Đây. Nó là hình một cái chai bia. Nhãn hiệu của nó là Kem Lighter. Mỹ sản xuất thập niên 40 nha anh em. Đây là cái mộc của nó. Con này thì nó chưa hề qua sử dụng luôn anh em. Đây anh em nhìn bánh xe nó nè, đang thổi lùi luôn. Lấy tên của nó đây. Kem Lighter Made in USA. Con này được sản xuất thập niên 40, Mỹ sản xuất. Đấy. Vỏ đồng mạ rơm ha anh em. Bán cực kỳ bán luôn ha. Anh em này có thể để trưng bày. Cao ngón tay, con áp bút, con áp bút tay của em ha. Để kích cỡ anh em nhìn có thể anh em biết được cái kích cỡ của nó. Con này là nó chưa sử dụng luôn anh em, bớt được trắng tinh, bông trắng tinh. Con này em giao lưu với anh em là 450. Dòng bật lửa xưa của Mỹ ha. Những cái con kiếm những con đẹp như vậy thì nó khá ít đó. Tiếp tới là một con cũng là bật lửa của Mỹ luôn. Con này là Nimrod Lighter của Mỹ thập niên 50. Con này thì chuyên dùng hút tẩu nè. Đây. Nó là chuyên dùng hút tẩu. Rồi để xuống cái tẩu nè. Hút thì gió nó sẽ luồn theo cái tẩu mình nó đi xuống. Con này là chuyên dùng hút tẩu thì hút thuốc lá bình thường cũng vẫn được nha anh em. Nó thiết kế ra kiểu để dạng hút tẩu. Trên thị trường thì cái giá trị của cái con này nó cao hơn cái con hồi nãy, cái con kem. Vì nó chuyên sản xuất cho cái dòng mà mình hút tẩu hồi xưa. Con này thì tầm như 50 ha. Con này qua sử dụng thì nó cũng có té ngã, nó có vài điểm cấn. Rơm riết rồi thì cá ok. Nó cũng khá là ok. Nhận mặt đây. Nói tiếng về giá trị thì cái giá của cái con này nếu mà so sánh với cái con kem hồi nãy thì cái giá trị của con này luôn nó cao hơn đây. Tổng thể của em nó nguyên zin ha. Đây cái thương hiệu của nó đây nè, Nimrod của Mỹ luôn. Số 2
400. Số 3 có một con đời số ngâm ngoài thuốc. Đây, con đời số 212. Lớp mạ bạc, con này thì mạ bạc. Cái lớp mạ bạc của nó lên oxy hóa lên khá đẹp. Khá đều. Đang thụt lùi. Cái này anh em muốn sáng bóng thì chỉ cần lau auto sort thôi. Chủ đề full nắp. A 12 ruột trùng 5 tháng nha nè. A 12 chưa sửa chữa luôn ha. Đi ra ngoài, đi ra ngoài đóng cửa lại. Số 3. Con này tổng thể đẹp nha nè. Tổng thể đẹp không cấn mớp và cái lớp mạ bạc nó bị oxy hóa là cái màu đen khá là cổ kính luôn. Nhìn nó khá là đẹp. Khá là cổ. Số 3. Mà số 4 là một con là mã cũng mạ bạc luôn. Con này thì nó cũng lên cái màu cũng khá là cổ. Con này là cái từ viết tắt này của Lucky Strike là một cái công ty sản xuất thuốc đá của Mỹ. Khá là nổi tiếng, anh em lên tra cái chữ Lucky Star Strike chứ. Đây em mấy em cho. Đây nó là thương hiệu của nó đây nè. Lucky Strike. Đây, thương hiệu thuốc lá của nó đây nè. Lucky Strike nè. Thật đó, cái thương hiệu của nó cũng khá là nổi tiếng của Mỹ sản xuất. Cái con này tại sao mà nó có như vậy? Thì nó tên tuổi như vậy nè, nó có bản kỷ niệm 130 năm anniversary luôn. Đây là từ viết tắt của Lucky Strike nè anh em. Cái màu nó lên oxy hóa lên khá là đẹp luôn ha. Nó đen, nó nhìn nó cổ. Và cái con này thì tổng thể nó cũng là khá đẹp luôn. Như có vài điểm chấm kim thôi, còn cấn mấp nặng thì không có nha anh em. Cấn mấp nặng thì không có. Như nhà không có cơm à? Sản xuất 2000 một kép ha. Đây cái màu nó lên. Lên cái màu nè. Nhìn nó đẹp. Này cho ăn phở đi, tối ăn. Ủa giờ này cho ăn cơm đi. Năm cũng hay. Màu mà nó lên khá là đẹp luôn anh em. Năm cũng hay nha.
chưa sửa chữa luôn nha anh em. Con nào sửa chữa thì là gì em sẽ báo cho anh em. Bởi xảo là mã ruột trung năm ha, 2000 một kép. Con này tổng thể thì con này là mã bạc luôn nè anh em. Số 4. cành. Con này cái nhãn hiệu của nó thì nó nổi tiếng, nó cũng có làm bản kỷ niệm luôn nha anh em. 130 năm. Rồi tiếp tới là một con 87. Chủ đề thuộc chủ đề quân đội. Con này cho HB 3 la mã. Đây 3 la mã. Qua sử dụng có dâm có xước. Sản xuất năm 87 ha. Đây nó có dâm có xước nhưng mà được lại bộ lại nó có cái chủ đề. Chủ đề hai mặt luôn anh em. Dâm xước nhẹ thôi, không có cứng mắp nặng. Chủ đề hai mặt luôn ha. Chưa sửa chữa gì luôn. Đây ruột rõ đẹp luôn. Rõ rõ đẹp. Dòng HB thì nó có xước sát và trên mặt này nó có hơi tróc cái lớp rơm á nè. Chủ đề khá ăn mòn đổ sơn xin hãng. Chủ đề hai mặt ha. Ruột rà cũng khá đẹp. Ít xước. Tổng thể thì có dâm có xước nhẹ thôi, không có cấn mớp nặng nha anh em. Em trả chủ đề cho anh em xem. Ruột trùng năm ha, 3 la mã 1987. Chưa sửa chữa. Takamo. Đây là cái mấy chữ viết tắt của nó, từ cái tên của nó nè. Takamo là một hệ thống liên lạc có thể sống sót của quân đội Hoa Kỳ, được thiết kế để sử dụng trong chiến tranh hạt nhân nhằm duy trì liên lạc giữa những người ra quyết định, cơ quan chỉ huy quốc gia và bộ ba hệ thống cung cấp vũ khí hạt nhân chiến lược. Nhiệm vụ chính của nó là hoạt động như một trạm chuyển tiếp tín hiệu, nơi nó nhận lệnh từ một máy bay chỉ huy như chiến dịch Locking Glass và xác minh và truyền lại các tin nhắn hành động khẩn cấp của họ cho các lực lượng chiến lược của Hoa Kỳ. Đây là một trạm liên lạc chuyên dụng nên nó có khả năng liên lạc trên hầu hết mọi băng tần vô tuyến, từ tần số thấp đến tần số cao. Ê bé nó vô kìa. Đi ra đi hoài vậy hả? Ừ. Đây là, đó là chủ đề của nó nha anh em. Số 5 650 1987 ha. Chủ đề hai mặt. Rồi em lên một con cũng khá là hay, chuyển mưa rồi. Ra Đà Lạt này mấy ngày mưa hết mấy ngày, ngay ngày mùa hè.
mưa tới làm mầm ha. Được cái mưa này ngoài này đẹp lắm. Một con Slim mở bên 1 chấm hả anh em. Đúng chuẩn của nó là 1963. Bởi vì Slim nó sẽ đi trước 1 năm. Mọc của nó là tính đi trước 1 năm của so với Regula. Chuẩn của nó là anh em trên Regula thì anh em sẽ thấy cái này là anh em tính nó là 1964. Nhưng mà chuẩn của Slim nó sẽ là 1963 nha anh em. Bây giờ 1965 của nó sẽ là trơn, không có dấu chấm gì cả. Nó chỉ có chữ Zippo thôi. Nó như vậy mà chỉ có chữ Zippo thôi ha. Và không có chấm. Một chấm nó sẽ là 1964. Ở nhìn nhiều anh em chơi cái dòng Slim thì em cũng chia sẻ cái phần cái phần của Slim là nó như vậy nè anh em. Cái lực ga nhỏ. Ngay cả những con new thì nó sẽ nó có tình trạng là như vậy ha. New. Bất cứ dòng Slim. Đặc biệt là dòng Slim xưa tới giờ. Nó sẽ như vậy nè. Nên nhiều anh em nói nó là bị cái lưỡi gà, không phải ha. Để những khi mà em lên những cái con new sẽ cho anh em xem về cái vấn đề của hãng nó như vậy đối với dòng Slim. Đó. Nó không phải là bị lỗi hay gì nha anh em. Đặc trưng của dòng Slim. Đây là một chủ đề được khắc ăn mòn đổ sơn. Và đây cái điểm đặc biệt của cái con Zip Slim này. Hiện tại thì cái dòng này kiếm nó cực kỳ là chua chát luôn. Không phải kiếm là có. HB ha anh em. Tổng thể đẹp, không cấn mớp, xước thì sẽ có xước. Bởi vì hàng đã nó qua sử dụng. Nhưng mà cực kỳ đẹp luôn, góc cạnh. Và có giá trị để anh em mà có thể là sưu tầm. Tại sao mà có thể là để giá trị sưu tầm thì đây. Đây là một cái con Slim Canada 6X. Nó sẽ chỉ luôn ha anh em. Chuẩn đời chưa? Niagara Falls, Ontario. Ruột chuẩn đời luôn. Nguyên zin luôn. Sử dụng khá ít. Cam hơi mòn xíu xíu. Tổng thể của cái vỏ cũng khá là đẹp luôn ha anh em. Và cái dòng xưa của Canada thật sự bây giờ nó... Nhất là dòng Slim này nè anh em. Dòng Slim mà anh em kiếm dòng bánh xe sổ chỉ này thì nó khá là... ít luôn rồi. Kiếm được cái một cái con đẹp còn đẹp như vậy thì nó phải nói là chua cay ấy. Không có mớp ha anh em, có xước nha. Xước xác nhưng mà bù lại tổng thể góc cạnh của nó rất là đẹp, ruột cũng rất là đẹp luôn. Nguyên zin tất cả tới cái cốc bản lề. Bánh cực kỳ bán. Bất bột dài luôn ha. Đây nè. Bông trắng tinh. Anh em có thể để sưu tầm những cái con này thì nó chất hơn. Và giá nó cũng không có gì hề rẻ đâu anh em. Tiền nào của nấy á. Nói chung về cái độ sưu tầm nó có luôn. Và cái độ hiếm cũng có luôn. Dòng Slim Canada thập niên 60 bánh xe sổ chỉ này. Đây là cái chủ đề để em tra cho anh em tại sao mà ở dưới anh em không thể nào cái dòng Slim xưa là nó không có đóng. Nó không có đóng mọc. Nó làm như thằng Mỹ vậy đó. Nó không đóng như kiểu như bây giờ ha. Thì ngay cả những cái con Mỹ thì vỏ nó cũng vậy thôi. Chỉ sau cái 8X thì nó sẽ là nó có Bradford PA.
Đây để em tra cho cái chủ đề cho anh em, cho anh em yên tâm về cái zip này luôn. Angoma style. Angoma style. Xây dựng cái nguyên thép đó là để em coi là cái đây nè, Angoma style. Còn này, cái này nó dịch ra rồi, style Angoma là một nhà sản xuất thép sơ cấp tích hợp nằm trên sông Saint Mary ở South Maria, Ontario, Canada. Sản phẩm của công ty được bán ở Canada và Hoa Kỳ cũng như ở nước ngoài. Angoma Steel được thành lập vào năm 1902 bởi Francis Clever, một doanh nhân người Mỹ đã định cư tại South Maria. Công ty đã thoát khỏi tình trạng bảo vệ phá sản vào năm 2004 và tháng 4 năm 2007. Một công ty của Canada. Công ty thép của Canada ha anh em. À, tối nó chuyển mưa rồi. Bầu trời nó tối. Bầu trời hơi tối ha, ánh sáng nó ấy. Đó. Mà con này thì anh em nào hiểu được cái độ hiếm ít gặp của nó thì mới chơi được. Bởi vì cái giá nó cũng mới rẻ. Số 5, mã số 6, 1 triệu cho một con Slim Canada 63, bánh xe sổ chỉ. Cái này nó hơi tối rồi. Nó hơi tối rồi nên mà cái này là có những cái con niêu, còn lại mấy con niêu để em lên luôn. Đây một con, em lên một con mã bạc có hộp thiết linh kiện để anh em bảo quản. Đây một con, thì nó tối hơi tối anh em ạ. Đây em phải chuyển camera quá chứ giờ nó không thấy được luôn rồi. Chuyển camera qua này. Ở ngoài kìa. Quay đây. Em quay còn sớm. Thôi cái hình ảnh anh em thấy không rõ nét con zip. Mua hàng thì cần phải rõ ràng tất cả. Ngoài này thì em không có thấy rõ chưa. Nó hơi tối rồi. Nó hơi tối rồi. Không thấy ánh sáng được. Nó hơi tối rồi nè. Đèn không thấy được cái không lấy được vẻ đẹp của con zip cũng như không. Thôi thì em tạm con này thì nó thấy không rõ rồi nè. Thì nó cũng có cái điểm đặc sắc để mà em muốn đưa lên con zip cho anh em xem. Đây, lên cái mấy con này đi. Đây một con new đi. Để anh em lấy chủ đề thì anh em có thể chơi được, chơi cái bút Hawaii. Cũng bút chủ đề Hawaii. Đây, một con chrome face xước. Nó hơi tối quá anh em ạ. Một con chrome face xước cắt về chủ đề Hawaii.
sản xuất năm 99. Tình trạng là new, có bút nhựa luôn. Tình trạng cam kết new, new hoàn hảo. Anh em các dòng dòng new chưa sử dụng thì chơi những cái con này. Nó tối quá này, thấy không thấy đường luôn anh em, chuyển mưa. Chín mươi chín ruột trùng 5 tháng luôn, K 99 anh em. Cho anh đèn không thấy được, K 99 ha, vỏ K 99 ruột trùng 5 tháng á, K 99. Tình trạng là chưa qua sử dụng, cam kết hàng như hoàn hảo, có bút đầy đủ, bút chủ đề Hawaii luôn. Con này em giao lưu 850. Mã số 7 8510. Đây, bút đầy đủ. Đây có mã bạc hôm nay em lên lại, em lên cái video sau. Rồi một con Brad. Brad new luôn, chưa sử dụng, sản xuất năm 93. Không thấy rõ nó ác. Ảnh nó không thấy rõ này. Để zoom lại luôn, 93 ha anh em. Đây nó zoom lại thì khó quay. Thiên thời địa lợi không có. Đây, còn một con Slip Brad chưa qua sử dụng. Con này thì có thể em sẽ tặng kèm một cái bút nhung để anh em bảo quản ha. Tình trạng của em nó là new hoàn hảo. Ruột mờ giai đoạn ha anh em, con này nó ruột vàng mờ giai đoạn. Con này ruột vàng mờ giai đoạn nha. Và tặng kèm bút cho anh em, bút nhung để anh em bảo quản trưng bày. Anh em thích dòng rác thì chơi con này. Con này chưa qua sử dụng. Mã số 78. Một 350 tặng bút nhung nha anh em. Để anh em bảo quản, anh em trưng bày. Để cái bút nhung là nó sang. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em đã xem kênh chưa đăng ký, cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em. Xin cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa em cũng xin cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn tất cả anh em ở những video sau giờ công chiếu của em là 19 giờ. Tại vì hôm nay nó đang cái ánh sáng nó không được rõ, quay lên zip anh em nhìn cũng không được rõ đẹp. Nên thông cảm giúp em. Ngày mai em lên video khác đi nha. Coi không nghiên cứu cái bữa giờ mà không có được cái điểm nó đẹp nên nó sáng nữa. Nó thiếu ánh sáng. Rồi em xin chào tất cả anh em ha. Chúc cho tất cả anh em một buổi tối em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em. Hẹn gặp lại.